Dạ trời. Coi chừng em đi con. Dì hai bỏ nó xuống đi dì hai, để nó hằng cái đít của nó nữa dì hai. Cho nó nằm kế Nhã Trúc đi, Nhã Trúc coi chừng em được kìa. Chạy cái mền đi để nó lăn và nó u đầu á. Trời trời nó há ở dưới rồi, thấy không? Cái món này sao ta? Nó da từ nó làm. Trái sỏi hả? Ừ. Anh nhìn này, nhìn này. Chết mẹ, lắng cái đó u đầu cái gì cái cục vậy? 1:40 cha mình rước giờ mai. Trời đất ơi, trời ơi. Cảm ơn nghe chứ ơi. Cảm ơn nghe người đẹp. Đụng kiến hả? Không. Trời trời, cái kiến của Từ Hy Thái Hậu để lại cho em đó. Mạnh quá là nó gụng nụ đó, nó phải chơi đâu. Ù bé nhỏ này hả chị ha. Ôi là trời. Đáng thương sợ khỉ luôn. Đụng cái bung luôn á, hai con đó chạy ra nhìn sáng đi chợ nữa. Quá trời, đi chợ gì không đi chỉ là nấu cơm rồi sao đi chợ quá có sẵn của cái này cái trời ơi trời. Đúng rồi chị, giữ dần quá trời luôn. Sao nó giữ gì em nhớ lần đâu giữ gì ta, hư móng chưa hả chị? Ôi là trời. Thằng bự giờ nó chạy hơn được không chị? Tuổi ổng còn chưa cho nhỏ chạy xe ống nếu không cũng nguy hiểm kệ nó đi chị ơi. Ừ, giờ ghê lắm. Nói chung là nó mình rất là sợ nó chạy xe ẩu. Ừ. mấy người lớn chạy xe ẩu thì nó ít nữa. Gì chấn thương phần mềm mà mấy chị ơi, đổ máu chiến sĩ à. Trời ơi.
Còn hôm lấy không hết thì mới thay, mới tiệc luôn. Hôm đau quá vậy. Biết sao ông ấy đánh tét già chưa? Quay thôi, có like được đâu, like bây giờ đâu dám like, like nó khóa Facebook luôn, chết luôn. Thì đó, vài bữa người ta sẽ là theo dõi chị An dữ lắm. Nếu như mà quay thường xuyên mặn mát của chị An. Đúng. Chị về chị mở không thấy. Mở không có gì. Là sao chị? Chị về chị mở điện thoại chị coi á. À không, em có chia sẻ mà. Cái livestream hôm bữa em có chia sẻ. Bây giờ cái máy của em nó đâu có cho like nữa đâu. Sợ không chết, nó đâu, nó không cho em like năm. Tức ghê. Nhỏ mới biết livestream hơi hơi. Đam mê. Như la bán hàng á. Ừ. Chốt thế, đi bằng chốt thế. Biết hả? Ừ. Đây chim bán hàng trên mạng chốt thế rồi. Bây giờ anh cho em đóng thế đi. Anh chỉ cho em đóng thế cho ngừng đi con, bên kia. Nhiều quá nên thông báo cho em. Cái mắt đang bị nợ dữ dội. Ừ. Chờ điện thoại trong khu vực. Còn 8 ngày nữa. Là sao? Ý. Tới 15 ngày mới lấy được. Nó đang thẩm định mà. Nó hư hả? Ủa, gửi bảo hành mà chơi. Rồi nó tắt luôn vậy là gửi bảo hành hả? Đâu mở lên được đâu. Cái gì? Thì bỏ vậy nó tức. Cái điện thoại của mình nó kỳ lắm. Ừ. Thì hôm nay là cũng gửi tới gửi lui mấy lần rồi phải không? Gửi có một lần tới giờ á. Ừ, cái đầu tiên là đổi. Đổi lấy cái này. Ừ. Là cho muốn cái điện thoại trục chặt quay. Xui như chó vậy. Rồi điện thoại, lấy điện thoại cũ xài. Giờ lấy điện thoại không chung xài à, chút xíu hết pin luôn. Chán à. Điện thoại làm ăn rồi, cực chặt là bực bội. Hết pin rồi em ạ, chết luôn, cái gọi cũng chung luôn xả. Có cái điện thoại mà tẩm định, mốt điện hồng em mua cái hàng, em thấy giấy rộng như quần què luôn. Sao mình nói sự thật nha. Ừ. Em đâu sợ đâu. Hồi lần cái đầu là nó bị vấn đề gì? Nóng. Nguyễn Kim mấy cái hàng chợ lớn rồi đó là mấy hàng mà nó lỗi quán nó đâu hàng mới, thà là vô trong tiệm bán đồ trái góp gì đó, nhưng mà mấy cái hàng tin nó nói mình nói nó cũ nhưng thật sự nó mới là nó vẫn tốt, bình thường xài tốt đàng hoàng. Đâu có, thấy rộng bán hàng mới, em mua cũng có mấy mới chưa vui tem luôn á. Tại tôi nói vậy thôi chứ kỹ thuật tem nó chuyện bình thường quá, không có gì chứ. Nói chung là mình cái kiểu như mình tin tưởng á, mình mới đi mua cái chỗ đó. Mà bây giờ hết tin rồi. Dạ mẹ nó đi mệt mỏi quá. Là có cân lại iPhone mười mấy? Một rồi mất. Mấy chục triệu gì đó hả? 33.9. Ừ, đến. 33.900. Ôm khách lại tụi bay. Trời ơi, số tiền quá lớn. Em lấy điện thoại, lấy chữ xài của mình được. Vậy hả? Em muốn ngoài bỏ. Bỏ em hỏi ngoài có 2 mấy triệu chết. 27 triệu mấy à. Mẹ mắc đợi tới ngày em bị cưng khùng của em. Không lo em đợi em lấy mẹ hàng ở ngoài. Sức tài có nghĩa. Tại mất cứ mua liền hết chết. Mua liền nhảy vòng vòng đó. Cái đó nó đang có xu hướng quặn vô hết vậy sư phụ. Cái này mà chuyện 2 tháng mình cắt mạnh ôm vô liền. Tám. Qua ghé rồi làm không được. Thẩm định
số em xuống quá. 8. Đầu năm này xuống quá trời luôn á chứ gì. Năm tuổi. Dạ, đã có xíu 28 năm. Trời đầu năm giờ ta cũng đùm lum cho kể đó. Còn cái mạng là được anh. Xui bé xui chứ không còn gì nữa. Hôm qua phải tắm lại là con móc khóe một quận, con dít một cái là lăn văng lên cái khóe luôn. Không chỉnh banh. Chỉnh dữ. Sao mà kỳ vậy, uống nước xăm mà xỉn trời. Hôm qua uống 6 chai nước xăm mà xỉn. Chỉnh quá trời. Chắc no quá nó xỉn. Không biết tại sao, không hiểu luôn. Chán nữa. Không có điện thoại mất đi cái tay trái vậy. Ủa, điện thoại không chúng cũng xài được mà. Sạc nó được, chút nó hết pin rồi. Em đâu dám vừa sạc vừa chơi, em sợ nổ. Trời ơi, trời ơi. Sợ nó nổ. Cái điện thoại cả 10 triệu là mày trả được rồi đó. Mình rảnh cái đi mua, tao đang đi thẩm định nhưng gọi tao đợi ý nói bình thường á. Chứ vậy xin cũng mua cái mắc tiền ý là điện thoại là mình mua có 10 triệu mình xài được rồi, má mua mắc quá. Trời, cái đó chồng em mua phụ em dưỡng thôi, mình ở đây em không muốn mua đâu, em uống tiền lắm, đứt từng đồng hồ. Tại sư phụ kêu em kìa. Tại mày đòi quá. Xịn đang chụp hình. Không, lúc đó mày xài iPhone 6 gì mà phải không? Phải, lúc. Sư phụ nó phải đầu tư cái điện thoại chụp hình. Nhưng mà mày đầu tư quá rồi. Nhưng mà nó kể rồi, tại nó trục chặt thôi chứ xem mà. Trời ơi. Bây giờ nó ra tới mười mấy rồi? Chuẩn bị ra 13. Trời đất ơi, trời. Chừng nào nó ra 20 đi rồi ta đổi. Em cũng đợi vậy. Vì iPhone 11 gì đó của Minh đó. Dạ. Dạ dạ. Để con lấy khóe chữ hao cho. Mệt quá theo sao nổi. Sốt chai sao nó ăn. Cơm hả? Nó còn cái da đây miếng. Nhắc nào rồi đó. Em cũng nói chồng em đợi cá em mua ra mua luôn. Da nó cứng quá. Ôi trời. Lên mới người ta thầm gọi chứ dài nhiều. Liếc thấy không? Thôi còn miếng nữa lỡ rồi muốn thấy gì đó thấy. Lấy xong cái này đi còn muốn làm gì nhau này. Lấy cũng qua lại là nó đau lắm. Lại là dứt khác một. Dăng cái móng thiệt lên luôn. Alo. Chế phần tôm gà cơ. Chứ phần tôm gà. Tôm gà với máy mẹ em mua cho mẹ em cái máy giờ xài mua bị mẹ. Mua hàng sách tay ngoại chứ. Dạ. Qua Khánh. Chị có mua sách tay ngoại. 15 triệu, 16 triệu rưỡi. 99 phần trăm xài không bị gì chân chứ. Nè, chị có mua mấy cái này nè. Bởi vì rồi xong rồi. Rồi.